Điện thoại. Dạ vâng. Báo cáo anh, em mới săn được con Vertu hàng độc và có sẵn sim số đẹp ở trong rồi. Có gì anh em mình liên lạc cái này cho tiện anh ạ. Dạ, và báo cáo anh là như thường lệ 50.000 ạ. Của thằng Khải à? Hay là của cậu? Dạ, có chung ạ. Đây là của thằng Khải. Nếu của cậu như mọi khi thì tôi nhận. Còn thế này thì thôi. Mọi việc là do ông Thành chỉ đạo thì ông được chia phần thôi ạ. À? Cụ thể là thế nào? Ai là người lên kế hoạch ăn chia và thực hiện việc ăn chia như thế nào? Việc triển khai thực hiện ăn chia như nào là do anh Thắng ạ. Tôi với anh Thành là do tạo điều kiện cho xã. Anh vừa nói anh Thành chỉ đạo việc này cơ mà. Việc bán đất thì ông Thành có biết, nhưng việc ăn chia cụ thể như nào là do anh Thắng bàn với anh Quốc ạ. Dạ, lần mà em chuyển tiền gần nhất cho chủ tịch Thành ấy là 20.000 đô ạ. Dạ, không phải là tiền này là hối lộ anh Thành đâu ạ, mà là phần của chủ tịch ạ. Anh Thành lấy 70% ạ. Em và Vinh thì mỗi người được 10%. Số còn lại thì để lo các thủ tục giấy tờ. Không, Vinh nó biết tính tôi, rất ghét mấy cái trò tiêu cực ấy mà. Nói tiêu cực thì cũng có phần hơi quá. Nhưng thỉnh thoảng anh em đi đâu về có cân giò hay chai rượu biếu nhau chẳng hạn. Có, cái đó thì có. Đó là quà tình cảm anh em, chứ không phải là biếu xén hay nhờ vả gì cả. Như tôi ấy, thỉnh thoảng đi công tác vẫn mua quà về cho anh em mà.